Phần 1. Robot nghịch ngợm. Lego đang thơ thẩn bên bờ biển thì bị con tê giác đột nhiên xuất hiện dọa chạy mất dép. Cậu chạy qua chạy lại rồi biến đớn. Ừ, hổ không gầm lại tưởng ta là Hello Kitty. Hãy xem ta ra chiêu đây. Đấm muốn suốt cái quần thì con tê giác cũng bị đánh cho ngã ngửa bụng lên. Lúc này anh chàng Lego tím nấp ở bụi cây ven đường xông ra. Anh biến con tê giác thành xe ô tô rồi được đuổi Lego xanh. Lego xanh cũng biến về dạng xe phóng tích bù. Đuổi nhau vào đến thành phố thì cả hai biến về dạng robot. Lần này thì hổ đành ngậm miệng vì bị robot đỏ đánh cho ngã nằm ngã dậy. Quyết không chịu thua, robot và đồ thành Optimus Prime. Ê mồng tao nè, đánh thử đi. Tao đánh cho quả đấm là ngã vai ra liền. Phần 2. Robot diệt sạch zombie. Vẫn là bãi biển quen thuộc ở phần trước. Lego nhặt được một chiếc chai ghi nhớ. Anh mở nút ra thì thấy bên trong là một tấm bản đồ. Anh liền đuổi bạn cùng đi tìm kiếm kho báu. Cả hai đi theo chỉ dẫn thì đúng là tìm được một đống kim cương hột xoàn. Ai ngờ chưa kịp bỏ vào túi thì đống kim cương đó biến thành những bộ xương trắng. Cả hai chạy suốt quần. Anh bạn chạy không kịp nên nấp vào bụi hoa ven đường. Kết quả bị lũ xương trắng biến thành zombie. Sau khi trở thành zombie, hắn xông vào gara xe gần đó và nổ súng vào tất cả chiếc xe đang đậu bên trong. Robot Optimus lập tức xông ra chặn đầu tên zombie. Sau một hồi giao chiến thì robot xanh đã đánh bại tên robot đen zombie. Phần 3. Lego vượt ngục. Lego vừa bị bắt vào ngục đã bày mưu tính kế vượt ngục.
Let's go. Okay. Hai người chui qua đường ống thông gió rồi chui qua ống thoát nước mà đi ra ngoài. Let's go. Let's go. Ra ngoài lập tức có ô tô tới đón đi. Oh no. Let's go. Lúc này quân đội nhận được tin lập tức đuổi theo. Chả mấy chốc, xe quân đội đã đuổi kịp ô tô vượt ngục. Sau một hồi đấm đá thì tên robot vượt ngục cũng bị đánh bại.